Này. Con vẫn luôn thực hành quán chiếu mẹ thân mình mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chú ạ, bởi vì con thấy cái này nó là một cái mà khắc khổ ấy chú. Mà trong những năm tháng trước đây thì cháu kiểu cứ chạy lang thang bên ngoài cũng khổ nhiều, cũng giải thoát mình. Con thì câu hỏi tôi là ai, tôi từ đâu tới, tại sao tôi sinh ra thì cháu cũng hỏi từ cách đây 2 năm trước đó. Rồi đợt này cháu cũng bị kiểu trầm cảm tại nhiều biến cố nó xảy tới, nên là bây giờ mình cảm thấy là bắt đầu mình hơi hé hé thấy ánh sáng cuối đường hầm với chú, nên là cũng rất là trân trọng. Cứ khi nào mà con thấy mình không bị động loạn, rồi mình bị dẫn dắt bởi cái suy nghĩ, cái bản ngã, thì con liền tự quán chiếu lại bằng cái tâm với chú. Bởi vì con nhận thấy là cái bản ngã nó cũng rất là vi tế. Mình nhìn bằng mắt trần thì mình cũng khó mà mình không nhìn được. Mình phải cảm nhận bằng bằng cái chân tâm của mình, bằng cái tánh của mình. Thì con thấy mỗi lần mà con cảm nhận như vậy rồi con quán chiếu lại, thì lại một lần nữa mình cảm thấy an lạc hơn, rồi mình cảm thấy là mình đang đi đúng con đường. Con cũng rất mong người cố gắng tinh tấn để mình rõ biết cái thực tại hiện tiền như này. Và con thấy một điều nữa này, nếu như mình làm được như vậy thì mình cũng cái tâm từ bi hỷ xả của mình, cái tâm từ bi của mình, con thấy nó tự động nó phát xuất ra đúng không? Bởi vì mình nhận thấy mọi người ở ngoài kém, gọi là không có cái phước, không có cái căn lành, được nhận ra cái chân thật của mình, nên là họ vẫn còn đau khổ, thì tự nhiên con thấy là thương thương trong cái hoàn cảnh đó, cái tâm từ của mình nó tự phát xuất ra. Thì cái tôi trong mình nó rất là khó thấy, thành ra phải có cái thực hành thì mình mới cảm nhận được cái đó. Sẽ có bài tập để mình làm. Và từ lúc mà thực hành được các chú thì con cảm giác là mình rất là an yên, tự tại, rồi cảm giác là dần dần mình không còn cần bất cứ một cái gì nữa. Nhưng mà có thì giả sử như bây giờ con thấy một vật đẹp thì con biết nó đẹp, thấy một vật xấu thì biết nó, nghĩa là mình nhận biết, mình nhìn nó như đang là chú, kiểu nó lấp lánh thì mình nhìn nó là lấp lánh, chứ mình không có khởi một cái tâm là mình ham thích, mình ham muốn, bởi vì cái tâm ham muốn là nó còn bản ngã. Còn mình chỉ nhìn vật đấy như như thế này, như vậy thôi, thì cảm giác là mình rất là an yên tự tại, là người nó cứ kiểu bay bay lơ lửng, cảm giác là không còn cái xác thân. Các bạn sinh hoạt trong đời sống hàng ngày đấy, nó có cái sự thắt căng thẳng ở trong mình, thì mình thực hành mình đi vào cái căng thẳng đó, mình để ý cái căng thẳng ở trong mình, thì đó là cái nơi mà căn cứ của cái tôi trong mình, cái nơi đóng đô của nó. Nhưng mà thường con người không có dám vào cái chỗ đó, không có vào hang cọp, tại cái chỗ đó nó mù mờ, nó tối tăm,
Mình không có biết đến có cái chỗ như vậy trong mình. Thì cái tôi đó chưa nói thời gian từ từ hôm qua là 19 tháng 11 cho tới 20 năm tới là nó căng lắm, nó tăng tốc cái tần tần suất của địa cầu, nó tăng lên gia tăng để nó chưa có một cái chiều không gian 5D nhẹ hơn, thanh nhẹ hơn. Thì cái tác dụng của cái chuyển cấp đó nó sẽ làm cho mình căng thẳng, trong mình nó căng. Có khi các bạn nhận ra là mình chưa làm gì cả, chỉ mới thức dậy để chuẩn bị đi làm thôi mà người nó căng quá rồi, mệt, nó căng lắm. Áp lực. Thì cái áp lực đó là cái mình có thể thực hành để mình đối diện. Cảm nhận cái áp lực đó trong mình buổi sáng dậy đấy, mình chưa có ra khỏi giường nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện đi làm thôi là bắt đầu nó căng. Sự căng thẳng đó là cái áp lực của cái tôi ở trong mình. Dù biết hay không biết, mình tin là mình có thật. Đó là một niềm tin. Có người có ý thức rõ, có người không có rõ, không có ý thức mà cũng cũng căng. Tại nó là cái niềm tin để sự có thật của một cái tôi. Thì bài tập chú ra đó là mình đi vô cái chỗ đó, mình đi vào bên trong không gian bên trong của mình, đặt câu hỏi. Mình cảm nhận cái chỗ căng. Đi vào cái chỗ mà nó tối tăm đó, mù mờ ở trong mình. Thì mình sẽ cảm được cái chỗ mà nó có cái niềm tin tôi có thật, tôi có thật. Mình hiện diện ngay cái chỗ đó. Mình thực hành nhận biết ngay cái chỗ đó. Để xem cái tôi nó như thế nào. Mô tả. Ngay cái chỗ căng thẳng đó là cái chỗ mình nhìn thế giới qua không qua cái lăng kính của một cá thể biệt lập. Mình phân chia mình và thế giới là hai cái khác nhau, mình và mọi người là hai cái thực thể khác nhau. Lý thuyết không thể giải quyết được cái chuyện căng thẳng đó, phải thực hành, phải có mặt. Như Tuấn Kiệt nói đó, mình thấy tự do lắm, tại vì mình thực hành quay vào bên trong, mình đối diện với cái chỗ căng thẳng ở trong mình, cái chỗ thu hẹp ở trong mình. Tôi có thật là niềm tin và mình rất là tin, mà có tôi thì có vấn đề. Có tôi là có giới hạn, có giới hạn thì có vấn đề, đúng không? Sẽ có sự lo sợ xuống con. Cái tôi của mình chính là cái làm cho mình không có tỉnh thức được.
Cái tôi là cái giới hạn ở trong mình, làm cho mình không cảm được cái vô giới hạn. Chứ hồi nãy cái tôi nó dũng của sao biển, nó chụp ngay cái mặt mình rồi, không thấy gì cả, chỉ thấy tôi thôi. Rất là mệt, chưa làm việc nữa, mới chỉ nghĩ tới đi làm thôi là mệt rồi. Đó là gánh nặng của đời sống. Tất cả mọi vấn đề đều quanh quẩn ở cái tôi. Vì có cái tôi, vì có niềm tin đó, vì có niềm tin. Cái tôi có thật có không? Có. Vì chú không thể trả lời câu hỏi được, các bạn phải tự tìm ra. Mình học Phật, mình người Phật giáo, mình nghe thì Phật dạy về vô ngã, không có cái tôi, không có chủ thể, không có tác giả, không có thọ giả. Cho mình tin ngược lại, mình tin là có thật một con người như vậy. Thành nó giống như mình đi mà nó đầu chạm cái đất, hai chân chạm cái trời, nó ngược. Mình nhìn thế giới ngược, hoàn toàn sai lạc. Tại mình nhìn có cái lăng kính của cái tôi, một cá thể biệt lập với đời sống. Chỉ bài tập để mà thực hành khám phá, đi vào đối diện với cái tôi trong mình, với cái chỗ này. Là một quá trình khám phá. Chú để các bạn thực hành, chú không có nói nó như thế nào, ta phải nói là cái đầu nó tưởng tượng là nó như vậy. Không có, mình phải thực hành đối diện với được. Cái này giống như mình cử tạ vậy đó, mình muốn có thịt lớn mình phải cử cái tạ, mình không thể tập trong đầu được, mình phải thực sự vào gym, mình phải thực sự đi vào cái chỗ tối tăm đó trong mình, cái chỗ mù mờ đó trong mình tin là trong cái mù mờ này là tôi đó. Tôi trong cái mù mờ này. Chứ bảo các bạn có biết cái chỗ mù mờ đó là cái gì đâu, chú nói vậy đó. Chưa thực hành không có biết, không làm, không bao không làm bài tập được luôn. Mình biết nhiều về thế giới lắm, nhưng mình có biết ở trong mình chưa, có biết bên trong mình có cái gì. Thành ra mình có thể chinh phục cả thế giới, mình có thể là người giàu nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, nhưng mình cũng không có biết gì về mình. Mà muốn được giải thoát, muốn có sự bình yên, có chân phúc thì mình phải biết mình là cái gì. Cái gì trói buộc mình? Các bạn tưởng là người nằm ngoài kia, bố mình, sếp mình, anh mình, chị mình, có thể họ cũng bắt mình làm cái này cái nọ, nhưng mà họ chưa kiểm soát mình bằng cái ở trong mình. Nó kiểm soát mình 24 trên 24, cái tù đó, cái ngục. Các bạn có biết cái đó không? Cái trong mình nó quản thúc mình, quản giam mình cả ngày vậy đấy, 24 đến 24. Sai vặt mình cả ngày vậy đấy, bắt làm cái này cái kia. Không bất đồng với ai đó, không có cho làm hòa, không có cho nói cái lời. Hòa điệu, hòa diệu.
Thì mình thực hành quay vào trong và mình nói tôi đâu. Nó có cái cảm giác về cá thể, nhưng mà mình phải hỏi cái câu tôi đâu thì nó mới à, đấy, 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 nó chỉ cho mình. Nó chỉ cho mình đó. Nó chỉ đó thì mình lần theo cái chỗ nó chỉ đấy. Mình phải trực diện với cái chỗ đó, đi vào bên trong khám phá. Nó sẽ có cái chỗ căng thẳng ở trong mình, chỉ đây tôi này, tôi này đó. Đi vào cái chỗ. Ta mình hiện diện với cái chỗ đó, cái chỗ căng thẳng đó, để coi cái tôi nó như thế nào. Có cái gì rõ ràng không? Có cái gì giống mình? Nó có cái gì? Đó là bài tập. Nó có cái gì trong đó? Chỗ mà căng thẳng, chỗ mà tôi đây, tôi đây, tôi. Phải nhìn vào bên trong. Khi đó tâm trí không làm được, nhưng mà có cái nó làm được. Có cái nó làm được những điều chưa nói. Xoay vào bên trong. Tâm trí sẽ hỏi làm sao? Đó, tâm trí sẽ lên tiếng, làm sao? Làm sao chứ? Khi đó là tâm trí không có làm được. Nhưng mà có cái nó nghe chủ nó làm. À, dạ con chỗ này con theo như con thấy ấy, thì tâm trí ấy, chủ đôi khi nó còn lừa mình ấy. Con thấy đôi khi tâm trí của mình nó sẽ suy nghĩ cái này cái nọ, xong rồi đôi khi mình nghĩ là cho cái đó là đẹp, cái đó là đúng đắn, là mình bị lạc vào tưởng ấy. Con thấy là mình nên liền suy nghĩ ra và nhìn mọi sự mọi việc như nó là như vậy, và mình đừng có trụ và bất cứ một cái gì. À, lúc đó thì tâm mình dần dần định được, con thấy tâm mà định được là bắt đầu mình thanh tịnh, thì con thấy nó tuyệt diệu. Và đôi khi mình còn cảm nhận được cái trường năng lượng của người khác nữa, đúng không? Là dần dần con sẽ nhận ra được là người đấy có bấn loạn hay không, hoặc là người này có một cái sự thanh tịnh nhất định. Rồi cũng có như hồi này chú có bảo là hôm qua, thì đúng là ngày hôm qua con dậy con thấy có hơi tâm mình nó có hơi loạn hơn bình thường, nhưng mà con thì vẫn cứ quán nó, kiểu tâm loạn thì mình quán nó, nhưng mà mình không có trụ trên nó, và mình cái đó là cái sanh cái diệt thì mình không nên trụ vào nó, và mình chỉ trụ vào cái gì mà không sanh không diệt, nó vẫn luôn thường hành, luôn bất biến ở đó, thì các pháp có cứ đến và đi, mình thì vẫn an nhiên tự tại, và từ đó nó tâm mình nó tôn ra những cái như kiểu là dòng nước cam lộ ấy chú, nó cứ tuôn ra và rất là tuyệt diệu. Con thấy là mình phải hành và mình phải tự mỗi người cảm nhận thôi, chứ khi mà nói ra thì nó không thể là lột tả hết được, và ngôn từ nó không có diễn tả được. Mong mọi người tinh tấn và mọi người hành và tự cảm nhận. Ừ, cháu nói về với các bạn chưa thực hành không hiểu được, phải thực hành mới hiểu được, mới nắm được, mới hiểu, mới nhận ra được. Thực hành đối diện trực diện với cái mình gọi là cái tôi ở trong mình, tại mình không biết cái tôi đó là cái gì, mình chưa bao giờ trực diện hết, nhưng mình tin là nó thật. Thì bây giờ bài tập là trực diện, đi vào bên trong.
mình nói là tôi đâu, tôi nào, thì nó chỉ cho mình, nó chỉ cho mình cái chỗ ở trong mình, chỗ căng thẳng trong mình. Cái cách khác bổ sung cho cái cách đó là mình nói không có tôi, nó thầm không có tôi, thì nó sẽ chỉnh mình là có, nó sẽ đưa cho mình có, nó dẫn mình vào cái chỗ mình, vô cái chỗ nó lại tôi đây này, sao không có được thì phải thực hành mới được. Thực hành ra vào cái chỗ đó, là cái chỗ mà tôi đây này. Mình tin mình có thật nhưng mình chưa bao giờ biết tôi là thế nào, đó là cái thách các bạn đó. Các bạn không đi vào bên trong đối diện với những cái năng lượng đó, những cái suy tư, những cái cảm xúc đó, thì không thể hiểu được cái gọi là yên lặng là cái gì thương, cái gì không thương, không hiểu được. Thường nghĩa là sao đó, không hiểu được, lý thuyết đó. Nghe người khác kể với, ví dụ như Tuấn Kiệt kể, các bạn nghe về thôi chứ các bạn không hiểu, không hiểu thế nào là yên. Là mình phải thực hành, mình phải thực hành nhận biết ở bên trong mình, tìm khám phá cái không gian bên trong của mình, khám phá mình là cái gì, bên trong mình là cái tôi gì, bây giờ trực diện với cái đó đi, coi như thế nào. Trong mình là một cá thể biệt lập đó, được trực diện với cái đó, cái năng lượng ở cái chỗ đó. Nếu mình không có làm bài tập này, mình không có biết cái gì cả. Nhưng mà mình nói gì thì là lý thuyết thôi, mình chỉ suy luận thôi.